Các bạn có biết được cái chổi cước không? Cái chổi cước bằng thép ấy, người ta dùng cái chổi người ta đánh ở cái lớp vỏ. Thì cái lúc đánh ấy nó sẽ bị mất cái lớp tem bên ngoài, đấy là một. Với thứ hai ấy, nó sẽ bị chảy cái lớp vỏ. Thế nhưng mà sau khoảng 2 năm 3 năm ấy, người ta nuôi ấy, thì chính những cái vùng chảy ấy, vùng xước ấy, nó sẽ vỏ nó bị nứt ra. Nó nứt ra. Thế xong rồi nó rộp lên. Thế là các bạn nhìn cái cây nó sẽ già hơn rất nhiều so với cái tuổi thực tế. Bởi vì khi ở ngoài thực tế các bạn nhìn cây già nhé, rất nhiều cây bị nổ vỏ đúng không? Đặc biệt là các bạn nhìn trên cái dòng La Hán ấy, là các bạn nhìn rất dễ, đúng không? Cái bản chất La Hán là cái lớp vỏ nó thay theo hàng năm, thì cái lớp biểu bì bên ngoài ấy, nó sẽ nổ ra, xong bắt đầu nó bong ra, nó lộ cái lớp ở phía trong, xong bắt đầu là lớp phía trong bắt đầu nó trơn nhẵn, xong bắt đầu nó lại nổ đấy, kiểu vậy. Thì cái phương pháp này nó chính là cái phương pháp như vậy. Đây là một cái tiểu xảo làm mà dạ già nhanh. Các bạn có thể thống kê ở triển lãm Bắc Ninh ở Ninh Bình đợt vừa rồi, gần nhất ấy, tháng 4 vừa rồi ấy, là có một số cây chảy trưởng mà người ta làm kiểu vậy đấy. Một cái hình thức làm dạ già thứ hai đó là dạ mốc meo dạ đĩ. Đó thì các bạn biết là cây già thì bao giờ có kiểu dạng mốc meo dưới đây y đúng không? Một dạng ký sinh ở trên vỏ cây, nó cứ trắng 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 ấy, xong nó mốc mốc đấy. Thế thì người ta sẽ làm giả mà cách nào? Người ta khi ở nhà vườn người ta sẽ phun, ví dụ như nước gạo này, nước cơm phun lên và giữ ẩm trên bề mặt của cái thân hoặc là tay hoặc là cái vùng gốc, vùng dễ nổi đó. Thì cái bản chất là người ta làm như vậy là để kích thích cho các cái nấm cái địa y nó phát triển nhanh hơn so với cái thực tế để tự nhiên đấy, đấy là một hình thức làm giả giả đó. Thế thì các cái hình thức giả này mới lên cái giả thật ấy. Thế làm nào các bạn phân biệt được, đúng không? Các bạn phân biệt được cái này là các bạn tỷ lệ thắng nó rất là cao ấy. Còn nếu các bạn không phân biệt được nha, tôi cá các bạn luôn, là các bạn mua nhầm là chuyện bình thường. Và thực tế là có rất nhiều cây chảy trưởng bán rất nhiều tiền, xong cuối cùng là vài năm về chủ mới không biết ấy, bị lại ra rất là nhiều. Đấy, các bạn nhìn cái triển lãm Ninh Bình rồi các bạn biết, đúng không? Ok, nói thì đơn giản vậy nhưng mà để nhận biết được là cả vấn đề lớn, đúng không? Ok, tiếp. Đây là cái ông vườn A đó, cái gu cây của người ta như vậy. Thế đến cái ông vườn B thì cái gu của người ta đối với độ tuổi nó đơn giản hơn, có nghĩa người ta không nặng nề lắm về vấn đề tuổi. Thế nhưng người ta yêu cầu về vấn đề quái và mức độ hoàn thiện của cốt phôi, tức là người ta không phôi chọc nữa, không phôi dở nữa, mà phải là phôi bán hoàn thiện, đúng không? Đi xong bộ gọng rồi mà. Đi xong bộ gọng có nghĩa là ít nhất là được tay 4 và bắt đầu làm cổ ngọn. Có thể lên làm tiếp thân, có đang làm tiếp thân, nuôi tiếp thân để làm cổ ngọn đó. Hoặc là xong cả gọng đầy đủ rồi, bắt đầu làm bông, đúng không? Thế thì cái gu này thì lại khó ở chỗ này. Như nào thì là quái. Và khi đã đi đủ cái bộ gọng này rồi thì các cái phần mà điểm đóng của tay cảnh nó phải chuẩn. Nó chuẩn từ cái điểm xuất phát, rồi cái tỷ lệ về chiều cao, độ thu của tay cảnh, rồi độ to, đúng không? Rồi cái tổng bóng. Đấy, cái này thì lại còn khó hơn nhá, bởi vì nó dính đến vấn đề nghệ thuật đó. Cái ông A kia này nó còn phôi pha, còn ông này là ông yêu cầu là phải chuẩn chỉ rồi. Và về ông chỉ còn làm tiếp làm bông, làm chia răm mà làm bông thôi, đúng không? Thế thì bây giờ nếu giả sử như là các bạn đánh giá sai về cái vấn đề nghệ thuật ở trong cây ấy, là các bạn chết luôn ở chỗ này.
Đây là một, thứ hai đó là mua cái cây, giá cây của cái dòng này là giá nó bị cao rồi, bởi vì là sao, nó sắp sửa đến cái giai đoạn hoàn thiện rồi, đúng không? Nếu các bạn tự làm thì nó rất lâu, có thể các bạn mất 4 5 5 năm, có khi chục năm các bạn mới ra được một cái cây như vậy. Thế còn nếu mà các bạn buôn nhá thì giá thành nó sẽ bị cao. Bởi vì tại sao? Đã kinh qua rất nhiều nhà vườn và đã phải kinh qua một quá trình thời gian làm rất là lâu rồi thì mới đạt được cái mức này. Đây là một, thứ hai là cái giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật của cái cây mà đến tầm này nó phải cao rồi, đúng không? Chứ còn đến tầm này á mà cây ngã tôi cá các bạn luôn là vứt đi luôn ấy. Chỉ có cắt về mo xong lại làm lại. Nếu các bạn mua sai một cái ở cái tầm này là nguy hiểm này. Bởi vì giá vào rất cao mà để làm lại là lại mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Bởi vì khi một cái phôi bán hoàn thiện rồi mà bây giờ các bạn cắt về mo cái là thôi, mất có khi là cái lượng tiền nó mất mấy chục phần trăm, 70-80% chuyện bình thường. Chưa kể những cái cốt phôi mà đến lúc cắt về mo xong rồi để định hình lại một cái cây là lại cả vấn đề lớn luôn. Đây là những nhát định hình lớn, đúng không? Mà chưa chắc là dám cắt đâu. Thế thì là mỗi một cái gu cây, mỗi một cái chủ vườn ấy, người ta có một cái gu, thì cái gu đó ấy, các bạn phải lựa là cái năng lực của các bạn có thể đáp ứng được hay không, đúng không? Ví dụ sử nói như này, cũng là cái ông vườn A với ông vườn B thôi. Cái ông vườn A ấy sẽ phục vụ ông ấy dễ hơn. Vì tại sao? Các bạn chỉ cần nhận biết cây giả là các bạn có thể phục vụ người ta được, đúng không? Bởi vì là các bạn tìm được cây già xong rồi mà nó chỉ cần cây nó chỉ được phôi chọc cũng được, mà chỉ cần một hai cây cốt giật nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Mà kể cả nó chưa có cốt giật mà các bạn nuôi được một cái cốt giật thì nó cũng nhanh, nó có thể chỉ mất khoảng tầm 1 năm 2 năm thôi nó có thể được. Và cái rủi ro trong cái vấn đề mà sai của cây lên một cái tổng thể thì nó ít, và cái tính nghệ thuật trong cái dòng phôi này nó ít hơn rất nhiều so với dòng bán hoàn thiện kia, đúng không? Và nói thật giá thành nó thấp, bởi vì cơ bản nó chỉ được cái thân thôi mà. Thì cái rủi ro của cái dòng này nó thấp, rủi ro để phục vụ cái khu cây của ông này nó thấp, đúng không? Chỉ có mỗi cái khó là các bạn làm là nhận biết được cây già, già thật và già giả, hay là bị ép già đó, thì đấy là một cái khó, đúng không? Thì nếu mà năng lực của các bạn chỉ đạt đến tầm này thì tốt nhất các bạn chỉ phục vụ cái tầm ông vườn A thôi, đừng nhảy sang ông B, bởi vì hai ông A và ông B này là hai cái phần khác nhau hoàn toàn rồi. Thế nhưng mà nếu mà trình của bạn đủ để các bạn phục vụ được ông B thì các bạn hãy phục vụ ông B. Có thể là một cái cây các bạn bán cho ông B nó đánh ngã mấy cây bán cho ông A luôn, bởi vì giá thành khác nhau, đúng không? Đây là một. Và thứ hai là cái biên độ lợi nhuận cũng sẽ khác nhau. Bởi lý do sao? Khi mà các bạn đi vào cái dòng bán hoàn thiện rồi, có nghĩa là cái dòng mà cái tầm của bạn đã phải ở tầm cao hơn rất nhiều với so với cái dòng phôi pha, phôi chọc, phôi dở rồi. Cái tiền để đưa vào một cái cây của bạn cũng không phải ít, đúng không? Đó. Và cái chất xám mà các bạn đưa vào trong cái sản phẩm để các bạn đánh giá sản phẩm các bạn nhập về nó cũng là rất là cao. Ngoài cái vấn đề đơn thuần chỉ vấn đề giả thì các bạn cũng còn phải đánh giá được các cái vấn đề về tính nghệ thuật của cây, đúng không? Các bạn phải hiểu biết được về các cái vấn đề dáng thế cũng như là các điểm đóng của tai cành, đúng không? Và các bạn cũng phải có một cái tư duy tổng thể về vấn đề bố cục, và các bạn phải tưởng tượng được là cái cây bán thành phẩm như này, bán hoàn thiện như này thì về sau hoàn thiện nó sẽ ra làm sao, cái cây phôi mà bạn mua về có cần chỉnh sửa gì không, và chính mua về các bạn nếu mà cần các bạn phải chỉnh sửa, mà càng cây mua về các bạn chỉnh sửa được nhiều để nó tăng thêm giá trị thì cây nó càng lên tiền nhiều. Các bạn càng tác động vào mà tác động đúng thì nó sẽ nâng giá trị lên rất là nhiều. Đó. Cái gì nó có những cái rủi ro của nó, đúng không? Cái rủi ro cao thì đổi lại lợi nhuận lớn, rủi ro thấp thì lợi nhuận ít. Ngành nghề nào thế, chả nói gì ngành nghề cây cảnh thuật. Mà
mà càng cái ngành nghề liên quan đến nghệ thuật ấy, thì các bạn lại càng kiếm được nhiều tiền nếu mà các bạn nâng được cái giá trị của nghệ thuật của cây lên. Đấy, thực tế là như vậy. Thế thì chính cái này là các bạn phải đánh giá được, đúng không? Các bạn phải đánh giá được đúng cái năng lực của mình, năng lực về kỹ thuật, năng lực về nghệ thuật, năng lực về thẩm mỹ, rồi nói thật, năng lực về tài chính, về tiền, đúng không? Chứ còn nói vào bây giờ buôn mà cây nhiều tiền mà các bạn không có tiền, hoặc các bạn ít tiền, làm sao bạn buôn được, đúng không? Như các bạn có mỗi 1 tỷ tiền vốn mà bây giờ các bạn buôn cây toàn 700-800, chẳng nhẽ các bạn mua được 1-2 cây, đúng không? Thế nhưng mà ví dụ các bạn có 1 tỷ tiền vốn, các bạn buôn cây vài chục thì có khi bạn lấy được vườn, lấy được 20-30 cây, ví dụ thế. Nó khác nhau, nó khác nhau hoàn toàn. Thì đấy, tôi đang nói ví dụ về vấn đề tài chính, đúng không? Thế còn về cái năng lực về đánh giá về nghệ thuật, cũng như đánh giá về chất lượng cây, cũng như về kỹ thuật, thì các bạn phải đủ cái trình nào thì các bạn mới dám nhảy vào dòng ấy. Chứ bây giờ ví dụ sử các bạn chỉ ở cái dòng phôi pha, phôi chọc hoặc là phôi dở, mà các bạn lại nhảy vào các cái dòng mà bán hoàn thiện, thì làm sao mà các bạn có thể chinh chiến được. Và phát ra này, các bạn đánh giá chất lượng cây sai ngay thì các bạn mua sai, thì các bạn chỉ có tỏi. Mà càng các cái dòng gần đến hoàn thiện rồi thì cái việc sửa nó càng khó, và nó sẽ càng mất nhiều thời gian cũng như là tiền bạc. Đúng không? Đấy. Thế còn là trong thị trường cây ấy, cũng có một số các cái nhà vườn họ rất đa gì nào, họ buôn bán được nhiều dòng cây bởi vì họ có nhiều cái tệp khác. Thế nhưng mà theo quan điểm của tôi ấy, là các bạn đừng lên tập trung vào những cái nhà vườn kiểu này, bởi vì lý do sao? Cái trình của bạn không đủ đâu. Đó, những cái nhà vườn mà họ quá đa di năng, tức là họ không có một cái gu cây nó truyền thống á, nó rõ ràng ấy, mà họ có rất nhiều gu cây, thì thực sự là những nhà vườn này là những nhà vườn họ có cái tệp khách rất là rộng. Nó có cái tệp khách rất là rộng. Thế thì các bạn đừng để ý những nhà vườn kiểu như này, bởi lý do này, người ta là những nhà vườn có thương hiệu lớn rồi, và cái tầm ảnh hưởng của người ta cũng rất lớn rồi. Các bạn ở mức nhỏ, thực sự các bạn chỉ có thể là mua cây của người ta thôi, chứ còn cái việc mà các bạn bán cây cho người ta là cả vấn đề lớn, cực kỳ khó. Để bán được cho những nhà vườn kiểu này là cực kỳ khó. Các bạn biết tại sao khó? Bởi vì nhá, cái thứ nhất là người ta có cái tệp đầu vào cung ứng rất là rẻ và đa dạng. Cái thứ hai nữa là nó thật là người ta ép giá kinh lắm, cái giá đầu vào ấy. Nên các bạn xác định là giá lưu rồi, chứ còn nếu mà các bạn xác định mà đấy là một cái khách hàng thường xuyên của bạn thì thực sự là khó ấy, không dễ đâu. Thế là một. Thứ hai, khi mà các bạn làm việc với những nhà vườn kiểu này thì các bạn sẽ bị dối, các bạn sẽ bị dối bởi vì lý do là các bạn không biết thực tế là sẽ người ta sẽ có thể nhập được những cái dòng gì cho các bạn. Đây là một. Thứ hai lên là thứ ba lên là cái tầm của người ta khác rồi, cái tầm người ta khác rồi. Cái việc làm việc với những nhà vườn kiểu này không đơn thuần là vấn đề mua bán, vấn đề lợi nhuận nữa đâu, mà nhiều khi là người ta sẽ có những cái bài mà thực sự là để làm việc được là khoai. Đấy, tôi nghĩ là vậy. Còn chả biết các bạn quan điểm như nào, thì các bạn quan điểm như nào các bạn có thể comment xuống dưới. Còn nếu mà tôi thì tôi sẽ không làm việc với những nhà vườn kiểu này, bởi vì cái tầm của mình chưa đủ. Khi nào mình bỏng vai phải lứa lúc ấy nó khác, câu chuyện là vậy thôi. Thế còn để mà nói và để xác định mà để giao lưu thì gọi là cũng để giao lưu cho nó biết thôi, chứ còn nói và để xác định làm một cái đối tác và làm ăn lâu dài, tôi nghĩ là chưa đủ tầm. Thế còn đến lúc nào tầm cao hẳn thì ta hay làm việc thế thôi.
gió tầm nào thì gặp mây tầng tầng đó đúng không? Mình đang ở tầm thấp mà cứ với tầng cao làm gì nó mệt. Mình cứ làm việc mấy ông tầm ngang của mình thôi, hoặc thấp hơn một chút, đấy, kiểu vậy. Đây nó không phải là vấn đề tự ti các bạn nhé. Đây là vấn đề là mình đánh giá được là cái năng lực của mình nó ở đâu và cái tệp khách mà mình phục vụ. Thế thôi. Chứ còn các bạn đánh giá sai mà các bạn cứ đu đu nó quá sức các bạn không chịu đâu. Trong cái nghệ thuật này nó rất nhiều cái vấn đề mà trong quá trình mua bán này. Thực sự là như vậy. Nó không đơn thuần là một cái hàng hóa có tính sử dụng rõ ràng và được định giá rõ ràng. Và trong cái câu chuyện mua bán nó còn nhiều cái vấn đề ngoài vấn đề giá cả, vấn đề lợi nhuận, nó còn nhiều vấn đề khác nữa các bạn ạ. Lúc nào có điều kiện thì tôi sẽ làm một số các cái tip mà về các vấn đề các cái gọi là các cái tiểu xảo trong mua bán trong công việc nghệ thuật. Tôi nghĩ là cái tip này có hai phết đấy, tức là để bán được một cái cây trong cái cảnh nghệ thuật này nó thực sự là nó khó. Càng vào sâu trong thị trường, vòng qua nhiều với anh em thì tôi mới thấy là đúng là nó là một bộ môn nghệ thuật thật. Bán nó là cả một nghệ thuật, mua nó là cả một nghệ thuật. Cái nghệ thuật này có thể là nghệ thuật chân chính, nghệ thuật không chân chính nhá. Nhưng được cái là nó thật, càng vào sâu thị trường tôi càng thấy nó hay, mặc dù thấy nó khó nhưng mà thấy nó hay. Các bạn cứ vào các bạn biết đó. Cái tip ngày hôm nay thì về cơ bản là tôi trao đổi như vậy thì để cho các bạn hiểu khi các bạn đã đánh giá chuẩn được một cái nhà vườn nó ở cái tầm nào, cái gu người ta đang ở đâu ạ, thì các bạn sẽ đưa ra được cái định hướng và các cái chiến lược cho mình nó hợp lý đối với nhà vườn đó. Có nghĩa là các bạn sẽ xác định người ta là đầu vào cây cho các bạn hay là đầu ra nhập hàng cho các bạn, đúng không? Và khi nắm được như vậy ạ thì các bạn sẽ biết được là mua cây của ông này thì là sẽ mua được những dòng cây nào là cây giải, đúng không? Bây giờ ví dụ sử các bạn nắm được cái gu người ta rồi, nói cho các bạn muốn mua cây rẻ của người ta thì các bạn mua cây lệch gu đi, bởi vì cây lệch gu là người ta không bán được thì các bạn sẽ mua được rẻ. Đấy là mua của thằng chán đấy, chứ tôi chưa nói lúc thị trường nó xuống các bạn mua nhé. Đang nói là thị trường vẫn đang đang mua bán bình thường, các bạn vẫn mua được cây rẻ. Các bạn hay mua những cái cây lịch vụ của người ta. Thế còn các bạn bán được cây giá cao là các bạn sẽ bán những cái cây, các bạn sẽ mua những cây mà đúng cái khu người ta cần. Và những cái chủng loại, những cái dòng mà người ta bán rất tốt thì các bạn sẽ bán được giá tốt và bán nhanh. Nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà đây là cả một cái nghệ thuật mua bán đấy các bạn nhé. Nói thì một vài câu là xong như vậy, nhưng mà để mà các bạn mà hiệu quả được, thấy tiền mặt thật chảy vào tài khoản của mình hoặc là cầm tiền mặt thật từ cái cối ấy, thì cũng các bạn phải chảy ra chóc vậy đấy. Nói như vậy là để cho các bạn chuẩn bị cái tâm lý đỡ bị sốc trong quá trình mua bán thôi. Đừng đứng ở trên mây quá, đừng nhìn các nhà vườn người ta kiếm tiền dễ xong các bạn nhảy vào theo một cách ảo ảo. Đấy, các bạn đang nhầm. Những cái mà các bạn nhìn thấy chưa chắc cái bản chất nó là như vậy, ẩn đằng sau nó nhiều vấn đề, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà bạn nào mà chinh chiến được trong cái thị trường này mà trụ lại và phát triển được thì các bạn sẽ thành công rực rỡ. Thực sự thế, một cái ngành nghề mua bán mà tôi thấy là đi đâu cũng được trọng vọng, đi đâu cũng được trọng vọng. Thực sự là những người mà biết về cây nghệ thuật, cây cảnh nghệ thuật đi đâu cũng được trọng vọng, nó cũng rất là hay nha. Mà cái việc giao lưu nó cũng rất là dễ đó. Thế còn đằng sau câu chuyện giao lưu mà muốn kiếm tiền được trong cái ngành này thì các bạn sẽ phải cần rất nhiều kỹ năng. Thế cũng hy vọng là những cái tip nhỏ, những cái tip mà nó đơn giản như này cung cấp cho bạn một cái ý nào đó để các bạn hoàn thiện thêm cái bản thân mình. Nếu các bạn thấy clip hay và ý nghĩa thì hãy tặng cho chúng tôi một nút like, một subscribe, một chia sẻ để ủng hộ kênh, ủng hộ ekip cũng như là góp phần tạo động lực cho chúng tôi ra những clip nó hay hơn, ý nghĩa hơn.
Nếu các bạn có những ý tưởng mà những cái nội dung các bạn quan tâm ấy, thì các bạn có thể gợi ý ở trên phần comment ấy, thì chúng tôi sẽ lựa lồng các nội dung theo đúng cái series mà chúng tôi xây dựng để phục vụ cho các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.